Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vật Vờ Studio Và ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay nhanh một chiếc điện thoại Nghe nói rằng đây là một sản phẩm minh chứng cho việc là Samsung đang đổi thay Còn Apple thì không biết bao giờ mới thay đổi Và sản phẩm trên tay mình chính là Samsung Galaxy M20 Nghe nói rằng ở Ấn Độ đang rất hot em này và được mọi người ủng hộ Thì chúng ta hãy cùng xem xem M20 có những gì nhé xuất dù có thay đổi hay chưa? Và sản phẩm này nếu như mà mọi người quan tâm thì chúng ta cũng đã có ngay hàng tại Cellphone vừa mới về với mức giá là khoảng 4 triệu 990 nghìn đến sao ấy và được tặng phiếu mua hàng 500k Tại à, thêm cái gì nữa hay là như thế nào thì anh em có thể tham khảo đường link mình để mô tả chi tiết phía dưới Và ngay sau đây thì không dài dòng hơn nữa mình sẽ mở hộp xem bên trong một thiết bị như thế này Ui màu mè vãi thì phụ kiện chúng ta sẽ có những gì có đầy đủ có bị ăn chặn không nhá ai à, Và mở ra thì đây chính là em M20 đã bị bóc zin rồi Đây chỉ là cái thủ tục thôi mà các bạn Sâu ở phía dưới này Các bạn sẽ có một củ sạc Sạc này là 15W này đây, củ sạc nhanh, chúng ta sẽ có thêm một cái tai nghe Và có thêm cáp sạc, cổng sạc tai si nữa, xịn không? Tất nhiên là có quay học chị que chọc sim và sẽ hướng dẫn sử dụng các kiểu. thì bây giờ mình sẽ đi đến cái phần trên tay chiếc điện thoại là Galaxy M20 nhá mọi người có thể thấy là em này có đặc điểm nổi bật là trong tầm giá khoảng 45 triệu thì mình cực kỳ ấn tượng với một cái mặt thiết kế màn hình nó thời thượng như thế này mà Samsung gọi là Infinity V à, trông khá là đẹp mắt chúng ta có phần uh, tràn viền khá mỏng à nhưng mà phần phía dưới và phía trên thì Đặc biệt là phía dưới, đế dưới hơi dày một chút Nhưng mà không sao cả, với kích thước màn hình lớn là khoảng 6,3 inch Và một cái chất lượng hiển thị là Full HD+, Plus thì mình đánh giá là khá tốt trong cái phân khúc giá như thế này à, Thực sự là M20 ấn tượng với mình đầu tiên là cái màn hình rồi và về thiết kế thì M20 này được trang bị một cái thiết kế là mặt lưng nhựa này Phần mặt lưng này thì mình thấy là khá bám mồ hôi và vân tay nhưng được cái là dễ lau Chúng ta có một cái mặt lưng phía sau màu sắc mình cầm trên tay là màu trơn thôi Nhưng mà cũng khá là đẹp và ấn tượng bóng bẩy Và điểm mình thích chính là cái khả năng cầm nắm trên chiếc M20 này nó khá là thon dài này Các cạnh được bo cong mềm mại và mình cầm không hề bị cấn mà cũng không trơn tuột nữa chả hiểu sao tại vì uh, tay mồm mình đang zip mồ hôi này mặt sau thì mọi người có thể thấy là chúng ta được trang bị camera kép với một camera chính độ phân giải sẽ là 13 megapixel khẩu độ lên tới là f 1.9 cơ và camera phụ 5 megapixel mình mới test chụp qua ảnh thử thì uh, được cái là m 20 cho cái nước ảnh nó khá là rực rỡ không biết là đánh giá chi tiết thì sẽ như làm sao đây và vì mặt trước chúng ta có một cái màn hình V kiểu như giọt nước thế này nên là Samsung đã chuyển sang cái cảm biến vân tay ở phía sau rồi về cấu hình thì em này sở hữu một cái con chip mới mà nghe nói là được sản xuất riêng cho thị trường Ấn Độ là chip Exynos uh, trên tiến trình 14 nanomet và mình còn chấm được cái điểm AnTuTu là khoảng 96.000 điểm gần 100.000 điểm. Uh, so sánh thì sẽ nằm trong giữa khoảng giữa con chip Snapdragon 630 về 636. Và phiên bản mình cầm trên tay chiếc này là 3GB. RAM. Các bạn còn có thêm một sự lựa chọn nữa là 4GB RAM nữa. Mình thấy rằng Samsung thực sự đã hào phóng hơn trong cái việc mà trang bị nhiều những cái điểm cộng hơn cho thiết bị của mình Bên cạnh đó thì chiếc M20 này có một điểm cộng rất là lớn đó chính là viên pin dung lượng 5.000 Và so trong phân khúc giá này thì thực sự M20 đã chiến thắng về dung lượng pin so với hẳn những con mà đang hot được nhiều người quan tâm như là Vsmart Active 1 này Hoặc là con uh, Realme 2 cũng như là uh, bằng luôn cả Asus Macro M2 nữa Đắt hơn một chút hàng chính hãng nha và ngoài bảo mật cảm biến vân tay thì chúng ta còn được trang bị thêm nhận diện mở khóa gương mặt trên thiết bị M20 nữa và khi mở khóa mình thấy khá là đẹp khi mà cái vòng chữ V ấy, nó còn nháy sáng nữa cơ và em này thì đang được chạy trên là Android 8.1 nữa và các bạn cũng có thể sử dụng những cái điều hướng chạm vuốt tương tự như những smartphone hiện nay với ẩn ba phím điều hướng trông khá là đẹp mắt và gọn gàng và nếu như mà anh em muốn đánh giá chi tiết hơn về sản phẩm này thì chúng ta chắc là sẽ còn phải trải nghiệm hơn nữa. Nhưng mà cụ thể thì mới trên tay M20 mình đã nhận ra được những điểm cộng như sau. Thứ nhất là về cái màn hình của nó rất là thời trang và hiện đại. Thứ hai là thiết bị này có một cái uh, điểm cộng là về viên viên dung lượng rất là lớn này rồi cổng sạc tai C si này có hỗ trợ sạc nhanh này fast charge 15W đấy anh em đánh giá như thế nào về sản phẩm này À, mọi người đã trở cảm thấy là yêu thích Samsung hơn chưa nhỉ? Hãy comment chia sẻ ý kiến phía dưới nhé Và nếu như mọi người muốn đánh giá chi tiết hay là so sánh về một em nào nữa thì cũng có thể comment luôn Đừng quên là tham khảo giá cũng như là những ưu đãi hấp dẫn của sản phẩm này tại 7 hàng mới về đường link mình đã để ở phần mô tả chi tiết phía dưới rồi Còn bây giờ thì bye bye Nó tạo lên... à sao mình lại bị ngọng dùng khô rồi chết cha rồi Sợ quá